Năm 2023, Liên Quân bị trừ rất nhiều vì quá ít chỉnh sửa, bản đồ không thay đổi quá nhiều, sự kiện trang phục đại hạn tràn lan khiến cộng đồng game thủ dậy sóng, toàn mấy thông tin tiêu cực do cả fake news, nào là game sắp đóng cửa rồi. Và rồi, hiện tại nha, Liên Quân khiến cho anh em bôi thực chỉnh sửa luôn, mỗi tháng phải vài ba lần chỉnh sửa, vượt cả bản chính và cả mấy chủ nhiệm, đập ta tin đồn thất thiệt. Và video này, anh em hãy cùng trải game đánh giá lại bản cập nhật bổ sung ngày 28 tháng 3 đến hiện tại bằng thông số tướng ở rank và cả giải đấu để xem có vị tướng nào lột xác sau chỉnh sửa không. Số liệu không biết chém gió đâu. Và anh em đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình, đừng để họ tối cổ đó. Đánh giá chỉnh sửa Phoenix đổi đời rồi anh em ơi. Tiếp bước Triệu Vân, Phoenix đã chính thức được chơi và chơi nhiều ở giải đấu trên vọng hiện tại và cả giải Thái. Còn giải đài đấy ạ, dạo chạm game không check nên chưa update được, anh em bổ sung hộ TNG nhá. Rõ ràng ở lần chỉnh sửa này giúp ích phần nào cho Phoenix khi mà ở rank nhá, tỷ thắng của Phoenix đã tăng đôi chút từ 49,19% lên 50,46%. Tất nhiên tỷ lệ chọn đạt gần 5% là một con số khá ấn tượng. Nhưng nếu nhìn vào đó bảo là Phoenix mạnh vượt trội thì hơi vô lý, vì xét mặt bằng chung với vị tướng xạ thủ meta ở cả mặt thông số và cảm giác thể hiện trong game ở mức rank chiến tướng trở lên thì Phoenix vẫn hơi đuối. Nhưng nếu so với chính Phoenix trước khi được búp tốc đánh, búp tầm đánh hay xa hơn là trước khi được sửa bộ kỹ năng thì nó vẫn có khá nhiều cái để nói. Ở giải đấu thì sau khi được áp dụng bản cập nhật mới nhất mùng 4 tháng 4 búp sức mạnh cho vị tướng Phoenix lần 2, thì mãi đến hôm thứ bảy ngày mùng 6 tháng 4 ở vòng playoff của Thái thì mới bắt đầu có dấu ấn của Phoenix. Không chỉ là một lượt cấm của Talon mà còn được Hydra sử dụng để đi rừng. Nhưng Phoenix thực sự bùng nổ nhất đó là ở ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 4, khi mà Si của Ansa đã có lần thứ hai pick chơi Phoenix khi đối đầu với Heavy và ING. Và đặc biệt bên giải Thái nha, LS không chỉ một mà hai lần lựa chọn vào Phoenix khi đối đầu với cả Buriam và Talon. Tiện đây chúc mừng Talon nha, họ đã vô địch giải Thái dù không còn LS. Đó là một thông số khởi đầu quá tuyệt vời đúng không anh em? Còn về cái lối trang bị, nếu anh em đang thắc mắc rằng Phoenix có nên lên thánh kiếm không thì anh em xem giải đó, cứ lên đi, ngại gì đâu. Chỉ là trang bị của Phoenix bây giờ nha, nó sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Anh em có thể thay vì chọn thánh kiếm đấy ạ, chúng ta để chọn một cái trang bị tốc đánh và đồ xuyên giáp khác để có thể bắn lực hơn, như cách mà anh chàng Wantasi chơi. Bây giờ tầm đánh của Phoenix xa thật, sát thương dồn đơn mục tiêu mạnh thật, nhất là khi anh em chơi kiểu là xuyên giáp nhiều công lý thay vì là lối chí mạng, gặp một cái kíp nổ sau đó dồn cả trước cuối thì kỳ địch bay màu như chơi. Tuy nhiên lượng sát thương lớn này và cả sải tay được nối thêm của Phoenix nó vẫn chưa thể chạm tới tuyến sau, thành ra khi hai xạ thủ được free bắn và có dàn tanh đứng trước mặt đấy ạ, thì khi đó Phoenix khá khó chơi. Đặc biệt là bên kia bọn chủ lực tay dài dạng vượt trội nhà Zone, Theo, Vio hay là Iggy Zue nhá, là Phoenix khá khó bán rồi đó. Và để tối ưu hơn Phoenix, các bạn nhớ sử dụng ma tính cho vị tướng này để có thể sử dụng nhiều lần chiêu 2 và chiêu 1 hơn. Chốt lại nha, Phoenix đã như Triệu Vân rồi anh em ơi, giải đấu họ đã chơi và đang chơi nhiều hơn. Còn ở rank ư, còn chờ gì anh em, luyện tập thôi. Đánh giá chỉnh sửa gian, nhiều anh em chơi gian nhiều hẳn sẽ cảm nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của gian sau bản cập nhật hôm 28 tháng 3. Không hẳn là cái khoản sát thương đầu ra đâu, mà cái chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cái độ trâu của gian, vì cái lượng miến thương khi anh em lướt đấy ạ đã bị giảm đi. Dù thực tế cái lượng miến thương này nó chỉ trong một cái thời gian ngắn trong khi lướt chiêu hay, nên chỉ những anh em nào tay nhanh hiểu gian mới thể cảm nhận được. Cho đôi khi chạm game nha, hay là nhiều anh em khác tay chậm vẫn ăn cả đống khống chế và sau đó bị dồn sát thương thì khi đó làm sao để cảm nhận được gì, đúng không? Dù vậy, nhìn vào tỷ lệ thắng và tỷ lệ chọn của gian bị giảm cách nặng nề, chúng ta đều có một đánh giá chung rằng gian đã bị yếu đi trông thấy. Từ một vị tướng nằm trong top 5 đấu sứ tỷ lệ thắng cao nhất với 51,11%, kèm theo đó là tỷ lệ chọn 7,43%. Nhưng kể từ ngày 28 tháng 3 đến nay, thứ hạng của gian tụt tụt quần luôn, khi mà tỷ lệ thắng chỉ còn là 48,92%. Trời ơi, và tỷ lệ chọn giảm theo đáng kể chỉ còn 4,33%, sơ sơ mất gần một nửa. Gian ở giải nha, dù bị giảm đi nhưng vẫn được pick khá là nhiều. Cái trận mà cảm thấy rõ cái độ trâu nhất của gian ở giải đó chính là game mà Bâng cầm gian đánh với FPT Frat. Khi Bâng đã không chỉ một lần bị be với con bài Ken hạ gục, dù đã rất là nắn nót và ao nhây với chiêu hay, còn lại các con gian khác ở giải đấu nó chưa đem lại dấu ấn quá lớn dù thắng hay là thua. Nói sao nhỉ, về mặt cái lối đồ của gian, thực tế chúng ta không còn phải thay đổi làm gì đâu anh em. Tức là mấy cái set đồ trước đấy ạ, vẫn đánh ngon, đánh tốt. Chỉ là bây giờ cái nhịp giao tranh chúng ta phải chú ý hơn và cố gắng vào giao tranh khi kẻ địch đã hết những hiệu ứng khống chế, hay đơn giản là vào đúng lúc và rút ra đúng thời điểm. Hoặc anh em muốn thể hiện sự tay to của mình thì có thể thử như Lai Bâng, đó là chơi gian với combo thương khung kiếm cộng thuần âm thạch, nhanh tay chuyển đổi và sử dụng. Nhìn chung gian bây giờ nha, đầu và giữa game nó khó bùng nổ hơn trước, cứ phải có đồ và cấp độ 12 nha mới thể chắc ăn được. Lối chơi bây giờ của gian nên hạn chế bật chút cuối lao vào cân team mạnh, mà nên chờ đội vào trước, gian vào sau mới thể dễ dàng chơi và phát huy tác dụng được. Nói chung nha, vẫn vui vì gian ở dài vẫn mạnh mà anh em. Và ở rank, dù tỷ thắng và tỷ chọn nó tụt căng, nhưng chạm game vẫn giữ chọn niềm tin cho vị tướng này, vì đã lỡ yêu cái bộ trang phục Tanjiro rồi mà. Giờ không chơi thì phí skin quá. Bạn đánh giá sao về gian sau cú giảm sức mạnh này?
đánh giá chỉnh sửa Cavani. Sau thời gian dài chỉnh sửa, Cavani vẫn im hơi lặng tiếng tại giải 2024 này. Bên Thái và Việt, Cavani không hề được chơi. Dù ở lần cập nhật bổ sung ngày 28 tháng 3 tại Mỹ chủ mặt trời, Cavani được gia tăng toàn diện sát thương. Nhưng thực sự nha, nó vẫn khá khó để khiến Cavani bứt hẳn lên. Bởi từ vị trí top 3 tỷ thắng bảng xếp hạng từ dưới lên, với 47,07%, Cavani leo lên top 4 tỷ thắng từ dưới bảng xếp hạng với 48,67%, lên một bậc là mừng rồi anh em. Tỷ lệ chọn có thể nói là tăng gấp đôi luôn, từ 4,61% lên 8,71%. Lý do trả game nghĩ dễ hiểu thôi anh em. Anh em thấy bút phải test Cavani vài game ngay, hoặc là do anh em một trang phục sổ số mệnh Cavani vua trò chơi tại sổ số mệnh mùa 63. Theo tiên gì đó lý do tăng tỷ chọn gấp đôi như vậy. Cavani đi đường rất là khó áp đảo với các vị tướng xạ thủ khác, đặc biệt đối đầu với bọn mạnh đầu game như là Van Hên nè, Theo Nát, Vio, Stuart, Elsu. Đối đầu bọn này, Cavani thể hiện vẫn kém một chút. Mà đoạn sau, theo tranh đấy ạ, dù sát thương sau đợt chỉnh sửa có được tăng lên, nhưng nó không quá đáng kể đâu anh em ơi. Đặc biệt là khi đối đầu với con tanh cứng của kẻ địch. Chưa kể bây giờ nhìn meta xạ thủ bây giờ nhá, món đồ xạ thì cung đang rất là meta, nhưng với Cavani có vẻ cung tà ma hợp hơn. Thành ra tầm bắn cũng là một cái vấn đề ảnh hưởng rất lớn. Nhưng theo trảm game nhé, nếu anh em đang đơn đấy ạ, thì Cavani là con bài vẫn khá áp lực vì trảm game vẫn rất là thích con bài này. Chỉ là muốn áp đảo nhá, phải các đồng đội hay, ví dụ như là Helen, rồi thêm con mid áp lực thì khi đó lăn của tuyết không khó. Nhưng rất tiếc là hiện tại nhá, Cavani có vẻ chỉ đang hợp với anh em cày oan cham và cày chiến lược mà thôi. TNG hy vọng tương lai sẽ có một cú nhảy ngoạn mục cho Cavani. Bạn đánh giá sao về vị tướng này? Đánh giá chỉnh sửa Zuka. Sau khi Zuka được buff, trảm game đã chơi rất là nhiều trận vị tướng này. Bởi Zuka có skin ngường đắc lợi trong sổ sức mệnh nên không chơi phí quá. Chứ không hẳn chỉ vì Zuka được búp đâu. Bởi đợt chỉnh sửa này, Zuka chỉ được hiệu chỉnh về khả năng vượt hình của chiêu 1 và chiêu 2. Dù cái tỷ thắng không quá nhiều sự thay đổi, khi thông số hôm 27 tháng 3 trước ngày búp là 48,49%, thì hiện tại nha, xuống một chút xíu 48,33%. Nhưng cái tỷ chọn lại tăng rất là nhiều, từ 21,4% lên 27,61%. Lý do đấy ạ thì chảm game nghĩ anh em giống tôi thôi, có skin mới không chơi mới lạ nhá. Còn ở giải đấu chuyên nghiệp, Zuka sau khi được búp nhẹ thì đã được sử dụng thường xuyên hơn so với lượt đi. Nhưng nó vẫn chỉ là kiểu tiết kiệm tướng chứ không phải là dạng pick làm cây của một bài đánh. Và Zuka rất hay được chọn để đi kèo với Aoi trong giải đấu với một thương hung kiếm được dùng. Anh em xem giải thì chắc thấy rất là nhiều tuyển thủ sử dụng Zuka, trong đó có FGP bằng bạn nhé. Rõ ràng động thái làm mượt hơn cái khoản vượt địa hình của Zuka giúp Zuka được lựa chọn nhiều hơn một chút ít. Anh em chắc để ý đó, từ đợt ra mắt món thương hung kiếm nhá, Zuka đã vắng bóng đi phần nào ở cả rừng và top. Nhưng rõ ràng sau cú búp nhẹ vừa rồi đấy ạ, Zuka đã xuất hiện lại đôi chút. Bản thân trảm game thấy được rằng Zuka đã dễ chơi và dễ dàng vượt địa hình hơn trước. Tin vui và là tin chính thức dành cho anh em nè. Tại mùa S2 2024 sắp tới thì tường được gọn mỏng hơn, thì Zuka khi đó lại như là diều gặp gió ngay. Meta hiện tại hơi đen cho Zuka, đó chỉ là mấy con rừng hay là top ở meta hiện tại đấy, nó quá mạnh đi nên Zuka dễ dàng bị chiếm đi suất đánh ưu tiên. Đương nhiên đó chỉ là ở giải, chứ ở rank nha, Zuka luôn hot, đủ các cách chơi, kiểu đồ cho anh ta luôn. Nào là Zuka kiếm player top top các kiểu. Dù cho cái lối trang bị này trảm game không chọn chơi, nhưng cũng chứng tỏ độ hot của vị tướng này rồi đúng không? Đánh giá chỉnh sửa Dasi. Nếu chỉ chém gió từ lý thuyết chỉnh sửa thì độ chính xác không quá cao, nhưng qua thông số sau hơn một tuần và cả thông số giải đấu, khi giải đã được cập nhật bản mới nhất thì chúng ta càng thêm nhiều dữ liệu trực quan hơn. Chắc chắn ngày 28 tháng 3 là ngày vui nhất với anh em fan Dasi, vì chiếc cuối huyền thoại đã được quay trở lại. Thể hiện ở đó nhất là tỷ lệ chọn của Dasi sau hơn một tuần nhá, có tăng mạnh từ 1,3% lên 2,63% sau hơn 10 ngày, tăng hơn gấp đôi luôn. Đi cùng với đó là sự tăng lên của tỷ lệ thắng từ 47,7% lên 48,34%. Dù tỷ thắng có tăng nhưng Dasi vẫn chỉ ở top đáy của bảng xếp hạng chứ chưa thể vượt lên được. Buồn nhất là ở giải đấu nha, dù ngày 4 tháng 4 giải đã áp dụng bản cập nhật bổ sung sớm nhất, nhưng Dasi chưa có đội nào tự tin sử dụng để tỏa sáng như cách mà Triệu Vân từng làm. Nhưng anh em đừng buồn, hãy nhìn Phoenix đi. Lần 1 chỉnh sửa làm lại kỹ năng chưa thấy ai chơi, nhưng tới lần bổ sung vừa rồi, Phoenix sau chỉnh sửa búp lần 2 đã được chơi nhiều hơn hẳn. Trời ơi, sướng luôn anh em ạ, tuyệt vời. Nên tin vui gửi tới cho anh em. Ở máy chủ nghiệm Dasi đang thông tin búp sức mạnh, biết đâu Dasi cần thêm một cú búp để có cơ hội được chơi và tỏa sáng như Phoenix đúng không? Cùng chờ nhé. Ok, quay trở lại nhận xét một chút Dasi đi, bởi vì sửa xong Dasi nha, TNG chơi cực kỳ nhiều vị tướng này luôn. Dù cho các sự thay đổi đã giúp Dasi có ưu thế hơn đôi chút, điều dễ thấy nhất là khả năng xả và sâu thương đã được tối ưu, khả năng dọn lính thủ đường cực kỳ mạnh nhờ chiêu 2 spam tuyệt vời. Đó chính là nhiều nội tại, tích nhanh hơn và tồn tại vĩnh biến. Nhờ đó anh em đi gank đấy ạ, là có chiêu cường hóa, đam to thôi rồi. Kiểu anh em tích trước 80% thanh nội tại đi, rồi đi gank, tới gank là hóa trao ngay. Chiêu cuối nha, giúp vị tướng này có thể tẩu thoát nè và tiếp cận mục tiêu nhanh chóng. Bây giờ né gank hơi bị xịn luôn, trảm game thoát gank bao nhiêu lần nhờ chiêu cuối này rồi. Và thêm mới một cái cơ chế rất bá đạo,
giúp Dasi đối đầu những kẻ địch tâm lý yếu hoặc là không hiểu cơ chế mới của Dasi chút cuối đấy ạ, sẽ gặp khó khăn. Vì dù có đồ giải hay là kỹ năng hóa giải khống chế, nếu không bấm đúng thời điểm hay đúng hơn là sớm hơn một chút so với lúc giật về thì hoàn toàn vô dụng. Đó, tuyệt vời chưa? Khi đấy nhá, phải là thanh tẩy, phải là cầu băng xương hoặc là chiêu một của Triệu Vân và chiêu cuối đúng lúc của Chao Na cơ thì mới có thể dễ dàng giải quyết vị tướng Dasi này được. Mặc dù lần chỉnh sửa này giúp Dasi gây sát thương tối ưu hơn, cơ động hơn, bắt người gắt hơn, tuy nhiên lấy điều Dasi khả năng tự vệ và băng xả. Khi mà bây giờ đối đầu tụi ở nhiều hiện khống chế hay là bọn ở kỹ năng ghi mục tiêu, Dasi sẽ bất lợi hơn hẳn vì chưa một đã mất đi miếng khống chế và không bị chặn là mục tiêu. Trảm game thích dùng Dasi đi mid hơn là đi rừng nhá, vì nói thật dù bảo là cơ động được tăng lên nhưng với trảm game nó vẫn tù khi đi rừng. Tuy nhiên nếu bảo trảm game lựa chọn một vị tướng để rao rank chính, trảm game sẽ say no với Dasi vì những vị tướng như Lily, Iggy đi mid ở rank nó vẫn quá mượt đi, rồi là bọn Aoi, Kera, Nangdot, Wonder đi rừng nó gánh team quá mạnh luôn. Nên với trảm game, Dasi chỉ là một món ăn để đổi khẩu vị thôi. Đánh giá chỉnh sửa Maza. Trước khi được tăng sức mạnh, Maza ngạo nghế top 2 Pháp Sư có tỉa thắng thấp nhất với 47,39%. Và sau khi được tăng sát thương ở cả chiêu 1 và chiêu 3, Maza có một cuộc nơ rút thần kỳ khi đào đèn top những vị tướng Pháp Sư tỉa thắng cao nhất 50,67%. Rất ấn tượng nhá. Dù vậy, cái tỉa chọn vẫn khá là khiêm tốn khi chưa được 2%, mới chỉ có 1,38% mà thôi. Nhưng nếu so sánh với trước đây, vào ngày 27 tháng 3, trước khi được bút chỉ có 0,21% tỉa chọn, thì tỉa chọn của hiện tại nhá là 1,38%. Nó vẫn cao nhá, cao gấp 6-7 lần cơ mà. Và theo cảm nhận của trảm game khi chơi và chung team với Maza, phải công nhận rằng Maza rỉa mới có tay ngắn đấy ạ. Đặc biệt bọn nó không có đồ kháng phép thì cực kỳ phê luôn. Tuy nhiên khi đối đầu với kẻ địch có sải tay dài nè, hoặc là có khả năng áp sát gắt thì Maza lại khá là khó chơi. Đặc biệt là khi chụp cuối xong nhá, là thời điểm Maza rất là dễ cúc. Đi mid với Maza nói thật, so với cái độ gánh, nó không thể bằng các vị tướng mid quen thuộc như là Lidana, Tulen hay là Iggy được. Sát thương thì vẫn có nha, vĩa thể cấu rỉa vào dàn tanh của đối thủ liên tục, nhưng để gây nguy hiểm cho tuyến sau đối thủ đấy ạ thì rất là mạo hiểm, kiểu là anh em phải đầu tư chiếc cuối để can vào cơ. Và như nói, Maza hết chiếc cuối, kể cả là có tốc biến nha, mà cái địch không bay màu trong một combo thì Maza nằm chắc. Đi top đấy ạ, có vẻ ngon đó, nhưng đâu phải game nào cũng đi được đâu anh em. Nói chung trảm game chỉ mong Maza nhá được anh em đi rank ưa dùng nhiều hơn, chứ còn giải đấu nhá tạm thời thì chẳng phải mơ tới đâu anh em ơi. Anh em đánh giá sao về Maza? Đã thử chơi xong cái vị tướng này được tăng sức mạnh chưa? Đừng quên để lại đánh giá cho trảm game biết với nhá. Đây là chuyên mục đánh giá lại bản cập nhật ở bản chính máy chủ mặt trời. Trảm game biết được rằng gửi thông tin chỉnh sửa tới cho anh em nó chỉ là một phần thôi, vì chỉnh sửa xong nhá chúng ta phải thực chiến, phải cảm nhận và đánh giá lại xem chỉnh sửa đó có ngon, có tối ưu với vị tướng đó hay không. Nếu anh em thấy có ích, đừng quên tặng tiền gì một like và chia sẻ cho bạn bè với nha các bạn ơi.